Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Biat, và trong video ngày hôm nay thì Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái lộ trình, cái kế hoạch của chúng ta trong một cái tháng mới. Thì thông thường như thường lệ thì cứ mỗi một tháng trôi qua đi thì Sơn nó sẽ tổng kết lại những cái gì mà chúng ta đã làm được trong cái tháng cũ trước rồi, và cũng như là cái kế hoạch và cái danh sách công việc cần phải làm là gì trong cái tháng mới. Ok, thì trong video ngày hôm nay thì sẽ có rất là nhiều thông tin bổ ích, bởi vì nó sẽ là một cái định hướng cho tất cả các bạn, để cho các bạn biết được rằng trong tháng tới chúng ta cần phải làm cái gì để tạo ra cho mình cái nguồn thu nhập trên internet và tại nhà. Thì mong rằng các bạn xem video này thì ủng hộ Sơn bằng một nút like, và các bạn hãy xem hết video này từ đầu đến cuối. Sơn tin chắc rằng nó sẽ là những cái giây phút để giúp cho các bạn nó thay đổi cuộc đời, và cũng như là có một cái tầm nhìn rõ ràng hơn cho cái định hướng mà chúng ta đang làm về affiliate marketing và MMO, make money online, kiếm tiền tại nhà. Ok, nào, ok, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha các bạn. Thì trong video của hôm nay thì chúng ta sẽ có 5 phần, tất cả là 5 phần. Thì cái phần đầu tiên thì Sơn nó sẽ tổng kết lại cho các bạn về những cách để kiếm được tiền đó, và nó đang hiệu quả trong cái tháng này, đúng không ạ? Thì có rất là nhiều người bạn cũng thường xuyên hỏi Sơn rằng anh Sơn đang làm cái cách kiếm tiền nào và nó ra được tiền mà nó đang hiệu quả. Thì video này Sơn sẽ tổng kết lại cho tháng 3 để các bạn biết, để các bạn tập trung vào, đúng không ạ? Số 2 đó là kế hoạch làm việc cho một tháng mới, thì cái tháng này nó sẽ có những điều gì đó. Và số 3 đó là một số những cái lời khuyên hữu ích để cho các bạn có thể bắt đầu được với cả MMO, Make Money Online. Thì cái số 3 này cũng là một cái thông tin rất là quan trọng, bởi vì Sơn sẽ cập nhật thêm cho các bạn nó một vài những cái cách để làm sao đó bạn có thể tuyển được referral mới nhất. Và số 4 đó là Sơn sẽ tiết lộ thu nhập cho bạn, cái thu nhập của Sơn trong tháng 2. Đây là điều mà Sơn chưa bao giờ làm trước đó. Sơn sẽ bóc tách cho các bạn nó từng cái thu nhập một của Sơn trong cái tháng trước, đúng không ạ? Ok, rồi bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu với cả video của chúng ta ngày hôm nay. Rồi, vấn đề đầu tiên đó là những cái cách nào để chúng ta có thể tạo được cái thu nhập một cách hiệu quả nhất trong cái tháng 3 năm 2020 này đây. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào một số những dự án. Dự án số 1 mà hiện tại á, là Sơn đang làm và Sơn tập trung vào đó là Coinsbit. Đây là dự án mà trước đây thì Sơn đã từng review cho các bạn trong quá khứ rất là nhiều lần rồi, không? Và đây là dự án mà mình đã rút được tiền về thực sự. Thì bây giờ nó bắt đầu, nó có triển khai một cái dự án mới là các bạn có thể là nhận cái token 30.000 token đồng CNG. Thì như cái dự án này, thì nó chia sẻ với chúng ta là một cái đồng token của nó đó, thì nó đang 30.000 token này thì nó đang định giá đâu đó khoảng 300 đô. Nhưng dĩ nhiên đây là cái cách của nó định giá thôi, chứ mà mình chưa có biết thực sự là cái giá trị của nó là bao nhiêu. Cho đến khoảng tháng 6 thì nó bắt đầu nó lên lên trên sàn và các bạn có thể bán cái đồng này đi, đúng không ạ? Thì cái dự án này là Sơn đã từng có những cái video chia sẻ trước rồi đó. Thì đây là cái dự án đầu tiên mà Sơn đang tập trung vào. Tính tới thời điểm ngày hôm nay mà Sơn đang review cho các bạn thì Sơn đang có 2810 referral cho tổng cả 5 tầng, và Sơn có khoảng 6.792.500 đồng CNG. Đó thì sau khi mà cái này nó lên được sàn đó thì chúng ta có thể bán nó, các bạn vào mục số dư đây này, thì các bạn sẽ tạo được thu nhập cho nó nhá. Thì cái sàn Coinsbit đây, đây là một trong những dự án uy tín và đã có cái kết quả trong quá khứ rồi, đã có bằng chứng rút được tiền trong quá khứ rồi. Các bạn có thể lên trên kênh YouTube, các bạn search từ khóa là Sơn PS Coinsbit thì các bạn sẽ ra được những cái từ khóa nó liên quan về những cái dự án mà Sơn đang chia sẻ, đúng không ạ? Coinsbit đây, các bạn nó có từ khóa này. Còn đây là cái cách để các bạn tìm những cái dự án mà Sơn đã chia sẻ trước đó và xem rằng nó có uy tín hay không và đã được rút tiền hay chưa, đúng không ạ? Thì đây Sơn đã rút được tiền 20 triệu trong quá khứ rồi, nhưng lúc đó thì Sơn nó không có biết được rằng cái sàn này nó có thật hay không, nên nó mình chỉ làm á, nó chỉ là 1% công sức thôi. Nhưng ở lần này là mình sẽ dành ra nhiều công sức hơn, nhiều thời gian hơn để mình phát triển cái dự án Coinsbit này, đúng không ạ? Thì các bạn hãy follow theo cái dự án này mà Sơn thường xuyên cập nhật cho các bạn trong những video tiếp theo. Dự án số 2 mà Sơn hiện tại đang tập trung đó là dự án Tamodo. Thì hôm nay Sơn mới post lên một bài viết ở trong group. Sơn thông báo cho các bạn biết một điều rằng đó là bên chủ dự án họ đang có một vài những cái thông tin mới. Các bạn, nếu như các bạn có tham gia trong group thì các bạn sẽ đọc được thông tin. Đó là trong tháng 3 này thì họ sẽ kết thúc bản beta thử nghiệm. Trước giờ chúng ta nhìn thấy là trên cái bảng thông báo của họ thì có một vài cái nó vẫn chưa có được rõ ràng, chưa được cập nhật, đúng không ạ? Thì đó là sau cái thời điểm đó, trước thời điểm đó là họ đang là beta thử nghiệm,
nên nó có một vài cái nó chưa được ổn định lắm. Các bạn cứ hỏi rằng là tại sao là chưa được verify, thì Sơn cũng giống như các bạn thôi, thì mình hiểu được điều đó nên mình không có hỏi thêm nhiều ở bên dự án hết. Nhưng mà khi mà qua tháng 3 này trở đi thì họ bắt đầu ra cái bản chính thức rồi, và câu hỏi là các bạn còn nhận được tiền hay không là 0,25 đô trên một referral của 7 tầng, thì câu trả lời là vẫn còn nhận được đó. Nên các bạn cứ tiếp tục các bạn triển khai đi. Và cái điều số 2 á, điều trong dự án Tamodo này á, cập nhật thông tin cho các bạn đó, đó là họ sẽ thanh toán tiền liên tục hơn trong thời gian tới, đúng không ạ? Họ sẽ thanh toán tiền liên tục hơn trong thời gian tới cho các bạn, nên đây cũng là một cái thông tin rất là tốt để các bạn có thể bắt đầu để chinh chiến với cả Tamodo, đúng không ạ? Thì cái dự án này tới điểm hiện tại là Sơn đang có 143.173 referral, và cái số tiền mà Sơn đang đợi được duyệt á là 31.266 đô. Cái số tiền mà Sơn được rút rồi này là 4.522 đô nhá, là hơn 100 triệu trước đó rồi, thì bây giờ chưa tính. Đó thì sắp tới là mình sẽ được rút số tiền là 31.266 đô, thì bây giờ là nhân lên 0, nhân lên với cả cái bây giờ Sơn tính lại là 31.266 đô nhân với cả 23.000 đồng Việt Nam lên, thì bây giờ đây là cái thu nhập mà Sơn có thể rút được là 719 triệu 118 nghìn. Ok không các bạn? Đó thì đây là cái thu nhập mà Sơn có thể rút được nha các bạn. Và trong cái thời gian tới thì Tamodo họ sẽ có thường xuyên họ 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 sẽ duyệt, liên tục cho các bạn. Đó nên Sơn cũng có đăng một cái bài viết vào trưa nay. Thì nếu như các bạn thường xuyên theo dõi những cái thông tin mà Sơn post vào trong nhóm á, thì Sơn có một cái bài viết. Đó là Sơn nó có hỗ trợ cho những bạn đang có cái hệ thống lớn để ưu tiên và hỗ trợ cho các bạn được rút tiền về sớm. Tại vì Sơn biết được rằng khi mà các bạn có một cái hệ thống lớn với bên dưới của các bạn, thì cái việc của bạn rút được tiền rất quan trọng. Nó là tạo cái niềm tin cho chính bạn và tạo niềm tin cho cả cái đội nhóm, những cái người họ đang theo dõi những cái sự hướng dẫn của bạn nữa, đúng không ạ? Thì Sơn có liên hệ với bên support để nhờ được họ sẽ cho các bạn rút được tiền sớm. Và đối với Sơn thì Sơn cảm thấy cái dự án này nó rất là uy tín, không? Bởi vì mình thường xuyên mình chat với support và bên partner của họ, không? Và tới thời điểm tới này, cái chiến dịch campaign này này, có nhiều bạn thì hỏi Sơn là khi nào bắt đầu, thì Sơn cũng chưa biết chính xác cái ngày. Tuy nhiên rằng là Sơn biết được cái thông tin từ họ, đó là họ đang bắt đầu họ triển khai những cái doanh nghiệp lớn để triển khai vào, để đưa sản phẩm vào đây. Thì các bạn khi mà các bạn đã triển khai những cái dự án đó thì thu nhập nó còn khủng khiếp nữa. Nên là bây giờ đây chính là cái thời điểm mà các bạn nó cần phải xây dựng cho đội nhóm nó chắc lên, không đừng không cần nó phải là hack hay là các bạn nó bơm tài khoản ảo vào, mà tài khoản là thật, không? Thì đó mới là cái giá trị lâu dài cho các bạn. Nên mình thấy được rằng cái dự án này nó sẽ còn chiến được lâu, và sắp tới khi mà rút được tiền thì Sơn nó sẽ có những cái video Sơn hướng dẫn cho bạn chi tiết hơn. Ok không các bạn? Rồi. Dự án số 3 mà hiện tại thì Sơn đang tập trung vào, đó là cái dự án nó tên là Vresili. Đó, đọc hơi khó một chút. Những cái dự án này thì Sơn đã có một cái video Sơn review trước đó rồi. Các bạn có thể tìm tìm lại cái tên của dự án này cộng với cả kênh YouTube của Sơn, đó là Sơn PS vào, thì các bạn sẽ ra được cái tên của dự án này, Vresili. Đó. Thì cái dự án này nó hay cái là tại sao Sơn làm. Thứ nhất là mình có vào những cái kênh Instagram và fanpage của họ thì mình thấy rất uy tín về thông tin. Thứ hai là mình có thấy cái giao diện web của họ nó rất là chuyên nghiệp, nó mượt mà. Đó là một trong những cái tiêu chí mình đưa ra là cái dự án này nó ok. Và thứ ba nó rất là dễ làm. Bởi vì nó là bắt đầu miễn phí, các bạn không phải bỏ vốn ra để các bạn làm. Và hơn thế nữa là họ đang trả thưởng cho các bạn là 10 tầng. Trả thưởng cho các bạn 10 tầng. Đó, nên ở đây cũng là một cái dự án nó dễ để phát triển cho cái đội nhóm của bạn. Bạn hoàn toàn có thể giới thiệu chéo, giả sử bây giờ các bạn đang á trong đội nhóm các bạn đang làm Tamodo, thì bạn có thể giới thiệu cho họ làm cái dự án là Vesely và cái dự án là Cosbit này, thì như vậy á thì nó sẽ chéo cho nhau, nó sẽ phát triển lên rất là nhanh. Thì sau này khi mà rút tiền á thì các bạn không chỉ rút một dự án mà các bạn rút được cả ba dự án luôn, đúng không ạ? Thì đó là một cái cách làm thông minh hơn, đúng không ạ? Thì đây là cái dự án mà Sơn chia sẻ với các bạn. Tới điểm hiện tại á thì Sơn đang được 3.030 referral rồi, và nó trả thưởng chúng ta là qua 10 tầng. Và hiện tại là tổng số mà số số token EVR thì Sơn nó có 2.422 đồng. Thì tới điểm hiện tại thì Sơn vẫn đang chiến đấu với cái dự án này rất là tốt. Đó thì cái thông tin của nó đó là đến tháng 5. Đến tháng 5 thì nó sẽ cho các bạn đó được bán cái đồng này đi, được bán cái đồng này, các bạn kéo dưới này. Các bạn sẽ nhìn thấy là bạn đang sở hữu được cái số đồng EVR của nó. Không, và cái sàn sàn Coin Market Cap thì nó đã đưa cái đồng này lên trên sàn đó rồi, đúng không ạ? Sau này khi mà nó list lên ở đây và các bạn được nhận thưởng thì các bạn sẽ bán được đi,
đúng không ạ? Ok, thì đó là một vài cái thông tin để cho các bạn biết về những dự án hiện tại Sơn làm. Rồi còn gì nữa không? Thì cái dự án thứ tư đó là dự án về Clickbank. Thì dự án Clickbank đây là một trong những dự án lâu dài bền vững đối với Sơn á. Clickbank là một cái gì đó nó rất là đỉnh cao về affiliate, và các bạn hoàn toàn có thể học về marketing, học về cách bán hàng, học về cách xây dựng landing page, học về chuỗi sản phẩm, học về cách làm sao bạn có thể email qua, bạn có thể bán hàng được qua email đó, học về những cách làm sao những guru đỉnh cao trên thế giới á, họ marketing như thế nào đó. Thì Clickbank là một trong những nền tảng mà nếu như dành cho người mới bắt đầu á, thì bạn nên dành thời gian để bạn học nó một cách nghiêm túc. Nhưng đối với Sơn á, thì thực sự á, Clickbank là một trong những cái sân chơi nó khiến bạn nó lâu ra kết quả hơn. Tuy nhiên rằng nó sẽ giúp cho các bạn có một cái nền tảng, một cái nội lực cực kỳ lớn. Thì nếu như bây giờ giả sử bạn đó chưa có một cái sự lựa chọn nào, thì Clickbank là một trong những lựa chọn rất là tốt. Đó, các bạn có thể lên trên YouTube của Sơn, bạn search Sơn PS Clickbank, thì Sơn đã từng có rất là nhiều những video miễn phí hoàn toàn đó, Sơn đó làm nói về Clickbank. Thì nếu như bạn mong muốn học tập về những cái nội dung liên quan về kiếm tiền với Clickbank, bán hàng Clickbank, thì các bạn có thể theo dõi những video ở đây của Sơn. Đó, hoàn toàn miễn phí, Sơn chia sẻ cho các bạn. Đó, nó là một series rất là dài tập, Sơn chia sẻ cho các bạn về hướng dẫn về Instagram, về YouTube và về Pinterest. Đó là những cái nguồn traffic không cần phải trả phí, không? Nó là những traffic không phải trả phí mà rất chất lượng. Đó, các bạn có thể là dành thời gian cho nó. Rồi dự án tiếp theo, dự án số 5 ở đây. Đó là dự án Snapback. Thì cái dự án này á, Sơn cũng đã rút đâu đó khoảng $2,493 rồi các bạn. $2,493 rồi, và dường như là mình không cần phải bỏ vốn ra để mình bắt đầu với dự án này. Đó, và các bạn á, có thể tìm cái thông tin dự án này trên kênh YouTube của Sơn. Thì mọi thứ nó đã có sẵn hết rồi. Đó, thì bây giờ Sơn chỉ review lại, tổng kết lại những dự án nó đang hiệu quả thôi, đúng không ạ? Rồi dự án thứ 6 mà đây là một trong dự án mà nó là đỉnh cao trong năm 2019. Nhiều bạn nó hỏi rằng là cái dự án này còn kiếm được tiền hay không, thì câu trả lời vẫn là yes, vẫn kiếm được tiền bình thường. Và dự án này thì tạo ra quá nhiều người giàu rồi, không, rất là nhiều bạn kiếm về vài trăm triệu, thậm chí tiền tỷ từ những dự án này. Thì nếu như bạn đã theo dõi Sơn cách đây khoảng nửa năm, thì các bạn cũng đã nhìn thấy được những cái kết quả, những bằng chứng Sơn quay hẳn video và Sơn rút được tiền về cho các bạn nhìn thấy rồi. Và không phải một mình Sơn làm điều đó, mà rất là nhiều bạn, từ những bạn sinh năm 95, sinh năm 98, họ đã làm được cái điều đó, họ kiếm được tiền tỷ. Hôm qua buổi tối thì Sơn có một cái buổi phỏng vấn một người bạn, bạn này sinh năm 95 đó, thì trong tổng cái dự án này thì bạn ấy kiếm được hơn 1,5 tỷ. Đây, cái video này các bạn có thể vào trên kênh YouTube ạ. Bạn có thể vào trong cái group, sau đó các bạn nó vào mục video ở đây, bạn sẽ nhìn thấy cái video livestream của Sơn nhé. Thì hôm qua Sơn có phỏng vấn một bạn, bạn ấy kiếm tổng dự án Ray được hơn 1,5 tỷ, và cái tháng cao điểm nhất của bạn đó là bạn ấy kiếm được khoảng 600 triệu từ dự án Ray này. Ok, thì các bạn có thể vào trong đây, thì Sơn cũng có rất là nhiều những cái câu trả lời cũng như là về những cái kinh nghiệm cho người mới bắt đầu đó, và những cái cách làm mới đó, những cái cách làm mới nâng cao hơn. Ok, thì đó là sáu dự án mà Sơn nó muốn chia sẻ cho các bạn, để các bạn có thể định hướng, các bạn nó lựa chọn cho mình một cái dự án nào đó phù hợp để các bạn bắt đầu được với nó. Rồi thì bây giờ là qua xong cái phần số 1. Tuy nhiên rằng là cũng có nhiều bạn hỏi rằng Sơn còn những dự án nào tiếp theo hay không, hay là Sơn chỉ có làm 6 dự án này không thay thôi. Thì thường là đâu đó Sơn đằng sau Sơn nó có khoảng 30-40 dự án nữa, 30-40 cái dự án nữa thì Sơn vẫn đang làm. Tuy nhiên rằng là Sơn sẽ ưu tiên những cái dự án nào tốt nhất, hiệu quả nhất, dễ dàng làm nhất, mà nó đem về cái thành quả cao cho các bạn, và Sơn chia sẻ nó lên cộng đồng. Còn một vài những dự án sau thì nó cần yếu tố về kỹ năng, về kinh nghiệm, cần phải có người kèm cặp thì các bạn mới có thể bắt đầu được với nó. Đó, và thông thường thì người mới thì không nên làm quá nhiều cùng một lúc, thì chắc chắn là các bạn sẽ bị lan man và không tập trung, thì bạn sẽ không có tạo ra được bất kỳ cái kết quả nào trong những dự án mà bạn làm được. Nên nếu như bạn bắt đầu bạn có thu nhập rồi, bạn kỹ năng bạn ok rồi, thì lúc đó bạn liên hệ với Sơn học chương trình coaching 1:1. Sơn hỗ trợ cho các bạn về 30-40 cái dự án kia, và cứ mỗi một tháng trôi qua đi, Sơn sẽ gửi cho các bạn một cái bảng đánh giá của Sơn về những cái dự án mà Sơn đang làm, và Sơn nó chỉ cho các bạn về những cái cách để các bạn có thể phát triển lên, từ cách đi traffic như thế nào,
từ free traffic, từ traffic làm sao để tuyển được những người leader, làm sao để có thể tuyển được người nước ngoài để làm việc với bạn, làm sao để chạy quảng cáo được hiệu quả. Đó thì Sơn làm cái gì? Sơn hướng dẫn cho bạn everything, tất cả mọi thứ về những dự án mà hiện tại Sơn đang làm. Đó. Thì nếu như các bạn đang mong muốn, các bạn muốn upgrade bản thân mình lên và xác định đây là một cái nghề đi lâu dài với bạn thì bạn liên hệ với Sơn. Đó, tuy nhiên rằng cái số vốn bạn có ban đầu phải rất là cao, đúng không ạ? Đó, ok. Nhưng tuy nhiên đó, vẫn còn rất là nhiều những dự án khác, những cái dự án nhỏ nhỏ mà Sơn có chia sẻ trên cái kênh YouTube của Sơn đó, là Sơn PS đó, thì các bạn có thể là dành thời gian bạn xem thêm. Thì đó là những cái cách giúp cho bạn kiếm 10 tới 20 triệu một tháng. Tuy nhiên đó, gần đây thì Sơn ít chia sẻ về những dự án đó. Bởi vì sao? Bây giờ đang có quá nhiều dự án tốt đi, mà bây giờ chúng ta lại tập trung vào những dự án kiếm được khoảng vài triệu hay là 10-20 triệu một tháng thôi, thì nó sẽ mất công sức của các bạn để bạn làm, đúng không ạ? Chứ những dự án đó thì Sơn vẫn tạo được cái thành quả. Thì những dự án nó tên là gì đây? Giả sử là Momo này, Vody này, Cap Paris này, dự án là GoLive này. Những dự án đó đối với Sơn nó rất là nhỏ, không kiếm không đáng kể, nhưng mà Sơn vẫn làm. Đó thì các bạn, đó là một cái thông tin dành cho các bạn nhé. Ok, tiếp theo thì cái vấn đề thứ hai, mục lớn, đó là kế hoạch cho một tháng mới là gì. Rồi, các bạn có biết các bạn đang coi cái video này của Sơn không ạ? Bởi vì Sơn nghĩ rằng cái video này nó sẽ khá là dài. Sơn nó tổng kết lại cả một tháng, đúng không? Và những cái tháng mới sẽ là gì. Và nãy giờ Sơn đang nói với một tốc độ rất là nhanh đó. Sơn nói với tốc độ rất là nhanh. Rồi, kế hoạch cho tháng mới là gì? Thì trong cái tháng này Sơn sẽ có một cái dự định mới, đó là Sơn sẽ đào tạo về TikTok marketing. Đó, nếu như các bạn follow Sơn trên kênh TikTok thì các bạn biết tới thời điểm mà Sơn đang quay video hiện tại là kênh TikTok của Sơn đã được là 26.523 lượt follow rồi. Đó, đây là kênh TikTok của Sơn, nó tên là Sơn PS. Các bạn có thể là lên trên TikTok, các bạn tải cái app đó về, bạn follow Sơn ở trên này. Sơn có rất là nhiều những video hay, nói về phát triển bản thân, nói về làm giàu, nói về những cái lúc mà Sơn khởi nghiệp như thế nào, thì Sơn nó đều kể hết trong những video mà Sơn nói trên TikTok. Thì các bạn follow Sơn ở trên TikTok, đúng không ạ? Đó, thì Sơn đang được 26.523 lượt follow rồi. Đây là số lượt follow của Sơn, nó cứ tăng lên như vậy á. Mà cái TikTok này Sơn chơi được, mới sử dụng nó đó khoảng một tuần thôi. Đó, thì rất là nhiều người bạn cũng đã biết Sơn từ TikTok, sau đó các bạn follow Sơn trên YouTube, đúng không ạ? Đây là kênh TikTok của Sơn này. Thì trong này có rất là nhiều những video có sẵn rồi các bạn, và đó thì Sơn cũng có chia sẻ là cái quá trình mà Sơn nó từ bàn tay trắng để kiếm được 1 tỷ đầu tiên như thế nào, hay là những cái cách làm sao đó để giúp cho các bạn nó kiếm được tiền nhanh nhất và trở nên thành công hơn, hay là về những cái tư duy về cái trường học không dạy bạn, hay là những cái kỹ năng để bạn có thể bắt đầu để các bạn có thể kinh doanh online, kiếm tiền online như thế nào thành công hơn. Đó, cách để các bạn trở nên giàu có hơn. Đó, vì sao, lý do gì mà khiến cho bạn nghèo. Đó, thì đó là một trong những cái tư duy về những cái mà Sơn đang chia sẻ rất là hay ở trên TikTok. Các bạn có thể follow Sơn trên kênh TikTok với cái tên là Nguyễn Tùng Sơn, hoặc là bạn search từ khóa là Sơn PS nó sẽ ra nhá, được không ạ? Rồi, thì Sơn sẽ có một cái chương trình Sơn đào tạo về TikTok marketing. Đó, cái chương trình này thì Sơn không dạy cho các bạn là chạy quảng cáo với TikTok, mà Sơn chỉ cho các bạn đó là các bạn nó xây dựng cái nhân hiệu, cái thương hiệu của các bạn ở trên TikTok như thế nào để các bạn có thể tạo được ảnh hưởng. Và rất là nhiều người bạn trong thời gian vừa qua đó, họ sử dụng cái kênh TikTok này để họ tuyển được referral cực hiệu quả. Đó, chút nữa Sơn sẽ nói về phần này, đúng không ạ? Và những cái chia sẻ đó thì Sơn sẽ không chia sẻ trên kênh YouTube là Sơn PS nữa, mà Sơn sẽ chia sẻ nó ở trên kênh là Nguyễn Tùng Sơn Official. Đó, thì nếu như bạn nào mà chưa follow cái kênh YouTube này của Sơn thì các bạn đó đăng ký cái kênh này, không? Bởi vì thời gian tới thì Sơn sẽ chia sẻ những cái TikTok marketing ở trên cái kênh là Nguyễn Tùng Sơn Official. Còn ở trên kênh Sơn PS thì Sơn vẫn chia sẻ về những nội dung nó xoay quanh về Affiliate Marketing và Make Money Online, đúng không ạ? Rồi, thì đó là cái thông tin để cho các bạn nắm rõ. Những cái chia sẻ đó nó hoàn toàn miễn phí nhá, cho các bạn để các bạn có thể bắt đầu để xây dựng cho một cái tầm ảnh hưởng của mình ở trên TikTok. Rồi, tiếp theo cái điều tiếp theo là gì? Điều tiếp theo là trong cái tháng này thì Sơn bắt đầu Sơn sẽ khai giảng cái chương trình Clickbank thống trị K04. Thì bây giờ là bắt đầu là qua K04 rồi, nên nếu bạn nào muốn quan tâm đến chương trình này và muốn đăng ký chương trình này thì các bạn hãy đăng ký thật là sớm, không? Và cái chương trình này sẽ giúp cho bạn triển khai cái hệ thống free traffic hiệu quả bền vững, không? Mà bạn không cần phải bỏ thêm một cái đồng ngân sách để bạn phải chạy quảng cáo, không? Và đây cũng chính là một trong những chương trình mà Sơn định vị là một chương trình huấn luyện đỉnh cao và giúp cho bạn nó tạo được thu nhập trên $1,000 thu nhập một tháng. Đó, trước khi mà Sơn quay cái video này thì Sơn cũng có chat với cả hai bạn, đây là hai bạn học viên của Sơn học về chương trình Clickbank. Thì lúc có chat vào khoảng lúc 6 giờ tối này,
Thì bây giờ mình đang hỏi các bạn đó là các bạn đã làm cái chương trình học Clickbank này thì dạo này cái kết quả như thế nào rồi? Thì cái bạn đầu tiên đây, bạn đã đang tạo ra được khoảng là tầm 4 cho tới 500 đô thu nhập một tháng từ Clickbank. Nhưng bạn cứ hình dung đi, cái đây là thu nhập mà các bạn không cần phải bỏ tiền ra để các bạn chạy quảng cáo. Nên nó dường như nếu mà không có tính cái công sức của bạn thì dường như đây là cái thu nhập luôn à. Không, thu nhập luôn rồi, bạn bỏ túi vào 4-500 đô đây. Nhưng mình mới nói với bạn này, bạn tên là Bảo, một cái điều đó là đây là một kết quả tốt. Tại sao lại như vậy? Thực sự á, những người làm về make money online cái 100 đô đầu tiên nó rất là khó. Nhưng khi đã đạt được 100 đô rồi thì rất là dễ nhân lên được thành 1.000 đô. Rất là dễ nhân lên được con số lớn hơn vài nghìn đô. Còn nên đó, bạn đã vượt qua được cái con số cột mốc là 100 đô một tháng rồi ấy, thì Sơn có tin chắc một điều rằng bạn sẽ còn gấp rất nhiều lần con số này lên. Thì Sơn gửi lời chúc mừng tới bạn Bảo này. Đó, đây là một cái thành quả của những người làm make money online. Nó rất là xứng đáng các bạn. Rồi cái một bạn thứ hai thì bạn này bạn tên là bạn Nghĩa. Đó, bạn tên là bạn Nghĩa. Thì Sơn cũng hỏi bạn ấy tương tự như vậy cái câu hỏi đó thôi. Thì sao dạo này Nghĩa làm như nào rồi? Cái kết quả là làm sao? Thì cái thời điểm mà bạn ấy làm cho tới bây giờ là 6 tháng rưỡi. Thì các bạn hãy nhớ này, tất cả cái gì á thì nó cũng phải là bỏ ra 3 tháng, 6 tháng, phải bỏ ra công sức, thời gian, chứ không phải là các bạn học chương trình của Sơn một ngày hai ngày các bạn ra được kết quả ngay, thì điều đó là cái điều không thể được các bạn. Bạn nhớ được không? Điều đó nhé. Không có bao giờ có chuyện là kiếm tiền nhanh, không có bao giờ có cái chuyện đó là một phát là các bạn nó giàu có được ngay cả, không có ai đảm bảo với bạn điều đó hết, mà các bạn vẫn phải là rèn luyện, phải học tập, không? Và các bạn nó phải làm việc rất là nhiều, không? Thì bạn mới tạo được kết quả lớn được. Thì cái thu nhập của bạn đó là từ free traffic thì tới điểm hiện tại của bạn nó là 800 cho tới 1.000 đô thu nhập một tháng. Đó thì mình ban đầu mình mới chỉ đọc sơ cái từ là 800 tới 1 triệu 1.000 đô thì mình cứ nhầm tưởng rằng bạn ấy nói rằng là 6 tháng rưỡi, trong vòng 6 tháng rưỡi qua thì tổng số tiền bạn ấy kiếm được như vậy thôi. Nhưng nó đọc kỹ ra thì đây là thu nhập một tháng của bạn đó. Đó, đang học một tháng mà bạn được khoảng 800 đến 1.000 đô thu nhập một tháng từ cái free traffic này, thì đó đây là một bạn học viên cũng tạo ra kết quả rất là lớn trong cái quá trình mà học Clickbank. Thì trong chương trình này thì Sơn cũng dạy cho bạn là về free traffic, Sơn không dạy cho các bạn về paid traffic, đúng không ạ? Và bạn nó cũng có thể là học được cái cách làm sao đó để marketing và chiếm mọi không gian trên internet, cũng như là vây được các trọn tâm trí khách hàng và bán hàng cho tới những khách hàng đang đưa ra cái lời mua hàng. Đó thì trong chương trình này thì Sơn sẽ hỗ trợ cho các bạn về cái nhóm hỗ trợ đặc biệt. Sơn sẽ add các bạn vào trong group để các bạn có thể giao lưu và kết nối với những thành viên khác. Các bạn sẽ được chat riêng với cả Sơn để hỗ trợ một một. Đôi khi các bạn cũng có thể là nhắn tin hoặc là các bạn có thể là nhận được những email của Sơn, Sơn gửi cho các bạn để giúp cho các bạn thành công hơn. Rồi thì cái chương trình Clickbank thống trị K04 này thì trong tháng này Sơn sẽ bắt đầu Sơn khai giảng. Và nếu như bây giờ bạn là người mới xem kênh YouTube này cũng như là bạn đã chưa biết cách bắt đầu từ đâu thì một là bạn hãy coi hết những video mà Sơn đang chia sẻ gần đây. Hoặc là nếu như bây giờ bạn quan tâm về Clickbank á, thì bạn cũng có thể là cách số 1 bạn có thể vào cái website đó là tự học clickbank.com. Bạn vào website này. Đó, sau đó bạn đã điền ở Sơn là cái tên và cũng như là email, sau bạn chọn vào vào học ngay, và cuối cùng á, là bạn đã kiểm tra cái email của bạn á, thì sau đó thì Sơn sẽ gửi cho bạn những cái video bài học qua cái chương trình này. Thì cái chương trình này là miễn phí. Còn cái chương trình là khóa Clickbank thống trị thì đó là chương trình nâng cao hơn thì bạn cần phải trả phí. Thì cái học phí hiện tại á, đó là đang còn ưu đãi á, là còn 297 đô. Đó, 297 đô, đúng không ạ? Rồi. Thì nãy giờ Sơn đang nói rất là nhanh đấy các bạn. Và cái chương trình tiếp theo á mà Sơn đang rất là hot trong thời gian gần đây và cũng rất là nhiều người bạn inbox của Sơn cũng đang quan tâm về chương trình này. Và đây là một trong những chương trình mà tạo ra được cái kết quả rất là lớn cho những học viên gần đây. Họ đã tạo được những cái con số thu nhập mà các bạn nếu như theo dõi Sơn đủ lâu thì các bạn cũng biết được rằng có những học viên đã tạo được thu nhập là 300 triệu một tháng, 1 tỷ một tháng thu nhập từ affiliate marketing. Đó, từ cái lĩnh vực này rất là nhiều rồi. Thì cái chương trình này là chương trình coaching một kèm một và nó sẽ dành cho những bạn nào có số vốn tối thiểu là 50 triệu. Thì sau cái video này nếu như bạn quan tâm đến chương trình này thì đừng ngần ngại inbox của Sơn. Sơn có thể là gọi điện thoại tư vấn cho các bạn để cho các bạn biết thêm những thông tin, đúng không ạ? Đó thì đây là một trong những chương trình mà thời gian này Sơn đang có chuẩn bị để phát triển lên. Ok. Đó là một vài những thông tin quan trọng dành cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Sơn nghĩ nãy giờ khi mà các bạn đã coi một cái video đủ dài như vậy rồi thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ cảm thấy rất là bị mất tập trung, đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn có thể bấm dừng cái video này lại, bấm dừng cái video này lại, sau đó các bạn nó bỏ ra khoảng vài phút để các bạn thư giãn mắt của mình đi, thư giãn mắt của mình. Có thể là nhìn qua nơi khác đi, bởi vì video này rất là dài rồi, Sơn cũng biết được điều đó. Nhưng nó đằng sau còn rất là nhiều cái phần hay nữa, đúng không ạ? Rất nhiều phần hay nữa, thì đây là một vài những cái lời khuyên hữu ích dành cho các bạn.
Đầu tiên Sơn nói với các bạn là chiến lược thu nhập 10.000 đô. Thì cái chiến lược thu nhập 10.000 đô này là sao? Tức là giả sử trên kênh YouTube của Sơn PS chia sẻ các bạn cực kỳ nhiều dự án. Bây giờ các bạn muốn tạo được 10.000 đô thu nhập thì các bạn phải chia nhỏ ra. Cách số 1 đó là bạn có thể là làm 10 dự án và mỗi dự án mang về cho bạn 1.000 đô. Cách số 2 là bạn đã làm 5 dự án nhưng mỗi dự án giúp cho bạn kiếm được 2.000 đô thì bạn vẫn đạt được 10.000 đô, đúng không ạ? Hay là cách số 3, đó bạn chỉ làm có 2 dự án thôi nhưng mà mỗi dự án mang cho bạn về 5.000 đô thì bạn cũng đạt được thu nhập 10.000 đô. Nên ở đây đó là do cái chiến lược của bạn. Không, cái chiến lược của bạn, bạn đi trong thời gian này là gì? Bạn đã chọn đi nhiều dự án để mỗi dự án ít thu nhập, hay là các bạn có thể chọn một vài dự án thật là tuyệt vời, xuất sắc nhất, sau đó để cái thu nhập nó thực sự xứng đáng với bạn luôn. Cách nào cũng đúng, cách nào cũng tốt, thì nó sẽ là phù hợp với bạn hay là không thôi, đúng không ạ? Thì đó là một cái lời khuyên dành cho các bạn. Và cái câu trả lời đây á, các bạn vẫn phải là đúng, đủ và đều. Bạn vẫn phải làm đều đặn mỗi ngày, đầu tư thời gian, công sức và sự nỗ lực của bạn cho cái công việc này. Thì đối với Sơn, đây nó giống như một công việc, đây nó giống như một cái công việc kinh doanh đúng đắn. Không, mà mình dành thời gian rất là nhiều vào để mình tạo thu nhập cho nó. Ok, thì mong rằng sau khi xem video này, các bạn nó sẽ có được những cái góc nhìn nó rõ ràng hơn, nó định hướng tuyệt vời hơn về trong cái công việc kinh doanh này. Thì các bạn đã coi video tới đây rồi thì có thể comment ở phía bên dưới video những cái điều mà bạn thấy học, thấy hay, có giá trị ở trong video này, để cho Sơn biết được rằng những cái điều mà bạn cảm thấy tâm đắc, đúng không ạ? Các bạn cảm thấy tâm đắc cái điều gì, các bạn comment phía bên dưới để cho Sơn có thể biết được rằng cái điều mà bạn đang cảm thấy tâm đắc nhất trong video này. Thế đó, Sơn sẽ tiếp tục có những cái phần tiếp theo, nó sẽ liên quan tới những cái mối quan tâm của các bạn trong thời gian tới nữa. Ok, phần tiếp theo nữa mà Sơn nghĩ rằng các bạn đang đợi rất là lâu, đó là Sơn sẽ tiết lộ cho các bạn về cái thu nhập tháng 2, thu nhập tháng 2 của Sơn. Và Sơn đang nghĩ rằng là cái video này nó khá là dài rồi, nên cái phần cuối đây, đó là phần bí quyết để tuyển được referral mới nhất, thì Sơn sẽ hẹn các bạn vào trong một video sau, đúng không ạ? Sơn sẽ hẹn các bạn vào một video sau. Đó, thì các bạn nếu như bạn quan tâm về cái cách để tuyển được referral mới nhất thì hãy comment phía bên dưới là hãy hướng dẫn tôi cách tuyển referral, đúng không ạ? Để Sơn biết được rằng các bạn đang coi tới phút thứ 27. Đó, bây giờ là phút thứ 27 rồi. Nếu như các bạn đang coi video tới đây, các bạn hãy comment phía bên dưới là hãy hướng dẫn mình cách tuyển rep mới nhất của Sơn. Sơn sẽ chỉ cho các bạn những cách để tuyển referral cực kỳ bá đạo. Làm sao từ một người bạn mới thôi, bạn có thể tuyển được 500 referral tầng số 1 trong 1-2 ngày đầu tiên thôi. Đó, rất là nhiều những cách hay. Nên nếu các bạn quan tâm thì các bạn nhớ comment phía bên dưới video. Thì cái phần tiếp theo này nó cũng rất là dài rồi, và Sơn sẽ chia sẻ cái phần cuối, đó là phần nó tiết lộ thu nhập tháng này của Sơn cho các bạn biết. Các bạn có quan tâm điều này không ạ? Bởi vì đây là cái điều mà từ trước là Sơn chưa bao giờ Sơn nó công khai cái bí mật này trên online hết. Thì đây, đây là một cái bảng tài chính cá nhân của Sơn, và cứ mỗi một tháng thì Sơn nó đều có những cái tổng kết. Thì thường là Sơn nó tổng kết là cái quỹ của mình này, rồi có thu nhập tháng 1 này, thu nhập tháng 2. Thì có một vài cái bảng mà Sơn xin phép Sơn giấu đi, không, bởi vì đó là những cái hoạt động tài chính riêng tư. Còn ở đây, những cái này Sơn nghĩ rằng Sơn có thể là show up được để cho các bạn có một cái động lực nào đó. Thì trong video này thì Sơn sẽ chia sẻ với các bạn về những cái thu nhập của Sơn trong cái tháng vừa qua. Đầu tiên đó là thu nhập để Sơn mở lớn cho các bạn này. Thì đầu tiên đó là cái thu nhập mà Sơn đang làm về Clickbank. Thì cái thu nhập trong cái tháng vừa qua của Sơn về cái lĩnh vực Clickbank này là bao nhiêu? Và cũng có nhiều bạn rất là quan tâm rằng là cái Clickbank này thì Sơn còn làm hay là không làm. Đó, thì Sơn nó sẽ chia sẻ cho các bạn về cái điều này trong video ngày hôm nay của chúng ta. Thì hiện tại cái Clickbank thu nhập cái tháng vừa qua của Sơn nó là 89.416.000. 89 triệu. Đó, thì Sơn nó liệt kê ra được là cái doanh thu của Sơn trong cái tháng vừa qua đó với cả Clickbank. Rồi, thì nếu như bạn chưa có biết về Clickbank thì hãy nhớ lên trên kênh YouTube của Sơn và search từ khóa là Sơn PS Clickbank, thì các bạn sẽ ra được rất là nhiều những video bài học trước đó mà Sơn đã chia sẻ về Clickbank, đâu đó khoảng 35 gần 40 video Sơn chia sẻ về Clickbank các bạn ạ. Rất là chi tiết luôn. Đó, thì các bạn có thể lên để các bạn học với nó, dành cho những người mới bắt đầu. Cái nguồn thu nhập thứ hai của Sơn nó đến từ cái lĩnh vực về coaching. Thì đây là cái lĩnh vực coaching mà Sơn nó dành nhiều thời gian công sức. Thì có nhiều người bạn đã nói rằng tại sao khi mà Sơn làm dự án Ray, Sơn nó không thể nào kiếm được vài trăm triệu hay là vài tỷ. Bởi vì cái việc của Sơn là Sơn đã định hướng ngay từ đầu, đó là Sơn sẽ mong muốn được rằng Sơn dành nhiều thời gian hơn để Sơn hỗ trợ cho các bạn. Đó, Sơn đã dành nhiều thời gian hơn cho đội nhóm. Bởi vậy
cái thu nhập của Sơn về Ray thì nó lại không có nhiều bằng các bạn đâu. Đó là do cái sự tập trung mà thôi, đúng không ạ? Thì trong video này thì Sơn đã sẵn sàng chia sẻ cho các bạn về cái thu nhập của mình hiện tại. Đó, về cái affiliate coaching này của Sơn thì trong cái tháng vừa rồi á, cái thu nhập của Sơn á, đó là 348 triệu 500 nghìn. Đó, một thu nhập mà Sơn nghĩ rằng nó tương đối cao trong lĩnh vực coaching. Và Sơn đang coaching một kèm một online. Và đa phần á, những bạn học của Sơn á, hiện tại thì đang ra kết quả rất là lớn. Thì các bạn có thể là tìm hiểu thêm về những cái thông tin này thông qua cái việc là theo dõi Sơn ở trên Facebook cá nhân, hoặc là trong group, hoặc là trong những cái video mà Sơn chia sẻ trên YouTube ấy, thì Sơn nó đều hướng dẫn và Sơn nó show up lên những cái kết quả của học viên. Nên ngày hôm nay á, cái thành công của Sơn á, không phải là cái kết quả mà Sơn kiếm được bao nhiêu tiền nữa rồi, mà kết quả của Sơn á, đó chính là đã giúp được cho bao nhiêu người kiếm được số tiền đó, đúng không ạ? Sơn đã từng giúp được cho những người bạn là sinh năm 95, 96, 97, 98 mà họ tạo được thu nhập lớn, hoặc là những anh chị ấy làm việc văn phòng, làm trong nhà nước tạo được thu nhập khủng khiếp rồi, đúng không ạ? Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm những thông tin này. Chương trình tiếp theo, đây là một trong những chương trình mới của Sơn. Đặc biệt đó, chương trình này thì Sơn mới chỉ dành cho hai bạn học chương trình này thôi và không có quá nhiều người học. Thì cái chương trình này, đây là một trong những chương trình đặc biệt, Sơn được đặt tên nó là chương trình Code for Trainer. Không, bởi vì những cái chương trình này chỉ dành cho những người bạn nào họ đã có thu nhập là phải trên là 20.000 đô tới 50.000 đô một tháng. Và hai người bạn này thì rất đặc biệt, một bạn sinh năm 95 và một bạn sinh năm 98. Thì nếu như bạn đã thường xuyên theo dõi Sơn thì các bạn sẽ biết hai bạn này. Không, và bạn ấy kiếm được từ Affiliate Marketing cái thu nhập của bạn đó đâu đó là đã trên 1 tỷ rồi các bạn, đã trên 1 tỷ rồi thu nhập từ Affiliate Marketing. Nên đây là chương trình dành riêng cho hai bạn này. Thì một chương trình này nó đang có giá là 10.000 đô. Và tháng vừa rồi thì có một bạn đăng ký học. Thì bạn này sinh năm 95 và đợt vừa rồi thì Sơn có một cái phỏng vấn bạn ở trên cái group, thì các bạn có thể tìm hiểu trong cái video này. Đó, bạn tên là Nguyễn Hữu Phước, bạn có thể tìm hiểu thêm. Đó, trong cái tháng này thì Sơn sẽ nhận thêm một bạn nữa, thì bạn đó tên là bạn Trọng. Đó, bạn Trọng. Rồi, cái số 6 tiếp theo. Số 4 tiếp theo. Đó, dự án Cosbit thì vừa nãy Sơn chia sẻ rồi. Thực ra là dự án này trước đây Sơn đã rút nó về rồi, nhưng về sau này Sơn còn một ít ở trên dự án sàn Cosbit thì Sơn đã rút nó về tiếp một lần nữa. Thì cái tháng vừa rồi Sơn rút được về 4.2 triệu. Dự án tiếp theo là dự án Ray. Tuy dự án này á, là mình đợt vừa rồi mình không có nhiều thời gian để mình làm, nhưng mà mình vẫn nhận được khoảng 3.9 triệu. Mặc dù mình có rất là nhiều những dự án, rất là nhiều cái tài khoản đang bị khóa và mình đang kháng nó về. Chia sẻ thực lòng với các bạn như vậy, mình đang bị khóa một vài tài khoản và mình đang chờ duyệt. Thì nếu như bây giờ mà mình nhận được hết tất cả số tiền mà mình đang chờ duyệt thì chắc phải hơn 1 tỷ. Hơn 1 tỷ các bạn, chắc khoảng hơn 1 tỷ tỷ rưỡi đó trong số tiền Ray này. Và bên cạnh đó thì mình cũng đang bắt đầu để mình triển khai thêm một tài khoản nữa cho dự án Ray. Thì trong tháng này mình vẫn chưa rút được, có thể là tháng sau thì mình mới có cái kết quả từ cái Ray này và sau đó mình mới show up cho các bạn cái thu nhập nó lớn hơn. Dự án tiếp theo nữa cũng là một trong những dự án khá là ok mà mình đã rút được về, và cũng có nhiều người bạn cũng cứ hỏi là dự án này có rút được tiền về hay chưa. Thì Sơn đã rút được về hơn 104 triệu rồi trong cái tháng vừa rồi. Các bạn có thể tìm hiểu Sơn ở trên cái Facebook cá nhân, Sơn có đăng nó trên Facebook cá nhân. Dự án thứ 7 đó là về Snappback trong cái tháng vừa rồi, đó, được 5.382.000. Mặc dù dự án này thì Sơn chẳng có đụng tay đụng chân gì vào nó, mà mình cũng không có dành thời gian gì nhiều cho nó nữa, nhưng mà mình vẫn được thu nhập khoảng hơn 5 triệu từ cái dự án này. Rồi dự án thứ 8 đó là dự án Fry BXT. Thì cái dự án này á, tháng này của mình là không, bởi vì mình chưa rút. Nó chưa rút bởi vì nó khá là ít đối với mình, nên mình không có muốn dành thời gian mình rút nó, ít quá. Nó ít quá là mình chưa rút. Còn cái cuối cùng số 9 là nhà cho thuê, thì cái cho thuê này thì bây giờ là nhà nó vẫn chưa xong nên nó mình vẫn chưa có thu nhập từ nhà cho thuê. Thì hai cái này thì bây giờ mình cho là không. Đó, nói chung là cần phải có thật nhiều cái nguồn thu nhập. Thì trong thời gian tới thì chắc chắn thân tin rằng những cái thu nhập nó sẽ không phải là số 8 số 9 này, có thể nó lên tới cả chục cái nguồn thu nhập khác nhau nữa. Thì Sơn sẽ liệt kê vào đây để cho các bạn có thể biết được những cái nguồn thu nhập của Sơn đang tạo ra được. Còn một vài những cái dự án về linh tinh thì nhiều khi cái dự án đó nó đủ tiền cà phê cà pháo, tiền ăn uống, tiền sinh hoạt, nên Sơn cũng không có dành thời gian để Sơn liệt kê vào đây. Nó đâu đó khoảng chục 10-20 triệu một tháng thôi, nhưng không có nhiều nên mình không liệt kê nó vào. Thì đó là một vài những cái dự án linh tinh nhỏ nhỏ bên ngoài kia. Đó là một cái thu nhập của Sơn. Thì bây giờ nếu tổng hết tất cả lại, tất cả những cái thu nhập này lại, thì các bạn trong cái tháng vừa rồi thu nhập của Sơn đó là 756.267.878 đồng. Đó là cái thu nhập tháng vừa rồi của Sơn. Thì Sơn cũng chia sẻ cho các bạn đó một cái sự thật
để các bạn có thể biết được rằng làm affiliate marketing có được tiền hay không, và cũng như là cái định hướng của một người giỏi về marketing, giỏi về việc bán hàng, giỏi về việc đào tạo, giỏi về cái việc là các bạn có được những cái kỹ năng như của Sơn đang chia sẻ. Thì Sơn cũng mong muốn được rằng trong năm 2020 này Sơn sẽ dạy được cho 200 bạn, và các bạn sẽ có được cái thành quả được ít nhất có được trên 1.000 đô thu nhập một tháng. Thì Sơn nghĩ rằng cái thu nhập 750 triệu này nó cũng chẳng phải lớn đâu các bạn, bởi vì rất là nhiều học viên của Sơn đã tạo được thu nhập nó còn lớn hơn Sơn rất là nhiều rồi, thông qua một dự án thôi. Họ làm một dự án thôi đã hơn cái thu nhập của Sơn là 750 triệu rồi. Đó, chứ không có phải là Sơn là thu nhập là cao đâu các bạn. Không, nhưng mà đó là cái sự lựa chọn của Sơn, và đó là cái điều mà Sơn yêu thích, Sơn đam mê nên Sơn đang làm cái điều này. Đúng không ạ? Rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Thì nếu như các bạn xem video này thấy có ý nghĩa thì các bạn nhớ để lại cái bình luận của các bạn, những cái điều cảm xúc của các bạn ở trong dưới video này. Đó, có thể gửi gắm cho Sơn bất kỳ cái điều gì đó ở phía bên dưới. Thì Sơn rất là cảm ơn các bạn. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye các bạn.